Xin chào tất cả các bạn. Mời các bạn theo dõi những cái sáng kiến, những cái đề tài của những cái học viên mà học cấp tốc ở trên cái kênh VHTV sẽ chia sẻ với các bạn những cái clip hữu ích. Nếu như các bạn xem clip này thì hãy cho học viên này một like để có phần động lực cho những cái học viên tiếp theo có thể đưa ra những cái sáng kiến kinh nghiệm để giúp được phần nào đỡ phần sức lao động cho bà con cũng như là những người thợ sửa máy ở tại nhà và tại xưởng công trường nha các bạn. Và bây giờ mời các bạn tiếp tục theo dõi những gì mà VHTV chia sẻ cái clip này. Xin mời các bạn.
Thưa các bạn, vừa rồi là một trong những cái học viên ở cái khoa học cấp tốc trong cái thời gian vừa qua, và đã có những cái sáng kiến giúp để làm sao mà đỡ sức người khi sửa máy ở tại nhà, một cái cách rất là hiệu quả, có thể là chúng ta có thể vận dụng trong cuộc sống cũng như trong những cái khi các bạn có thể sửa máy. Thì những cái clip chân tình và thực sự của những học viên có những cái sáng kiến, có những cái đề tài mà đã giúp ích được cho sức con người một cái phần nào đó. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích và thiết thực, hãy cho học viên vừa rồi một like để có thể ủng hộ kênh Vi Hạ TV cũng như là ủng hộ cái học viên vừa rồi. Thân ái chào và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo.